đấy. Lâu lâu ra thì mới có cây mới để quay chứ. Ừ. Nhưng mà có ra không bỏ về nhưng mà. Đây này, La Hán này. Bà lại đọc số của bà đi, không người ta cứ hỏi đấy. 0949. 0949. 750. 368. 0949 750368. Ừ, cảm ơn này. Đấy, ví dụ như cây xăm núi này thì bao tiền? Chục triệu. Chục triệu, tức là ba cây này là bằng tiền nhau à? Bằng tiền, 5 cây bằng tiền nhau. À, 5 cây. 5 cây tất cả. Xăm này là có hoa rồi nhưng mà vừa không biết. Vừa trái vừa hoa vừa. Hay đấy nhỉ. Rồi. Bà mừng. Đây này, dày ghê nhỉ. Rộng lắm, một đẹp. Trời dễ trời lắm. Đấy là một cây. Ok, xem cây này nào. Cây này cũng 5 cây là bằng nhau. Cùng một lứa này. Trên cái khay đá có đá có nước đây này, đá đã đắp thôi, đã đắp. Cái me này chưa mang đi nhỉ? Cái me đấy có họ cho mình 2 triệu. Nghĩa là sao? Một ông cho 5 triệu, một ông cho 10 triệu, ông cho 2 triệu. Thế là thế nào? Đặt nó chở to quá, ông lấy. À thế à? Ừ. Nhưng mà lúc nào họ ra đấy được mua, mình mua thì mình bán được cái khác thôi. À. Không lấy tiền được. Mất uy tín. Ừ. Được. Cái cây này nó đổ ác ấy nhỉ. Lúc nào mà ấy thì ra thì cây sang này đổ ác ấy nhỉ. Đổ đổ xuống tận mặt nước luôn. Mỗi bằng tiền nhau, mỗi cây 10 triệu nhỉ. Một cây 10 triệu. Hoa này này. Hoa đây. Đấy. Vừa hoa vừa trái theo lời bà chủ. Biết thêm chi tiết thì gọi bà mừng nhá. Đây này, cái dãy La Hán này nhiều người thích lắm. Suốt ngày người hỏi La Hán. Cứ hỏi thì cứ gọi bà trực tiếp bà chứ hỏi mình là mệt. Đây này. To này. Cùng một lứa cả. Bao dao động bao tiền cây La Hán này? Như cây này khoảng 55 triệu. 55 triệu. Ừ, hơn ba cái to này là 70 triệu một cây. À, 70 triệu một cây ba cái to gần đây. To gần đây, trong kia đôi 101, đôi 9 chục, đôi bé 9 chục. 101. 106 cũng có, đôi to nhất 106. À kìa. Lại cứ tưởng là, à thế là khác giá nhau đấy. Không, khác giá nhau. À, thì đấy, cứ thích cây nào thì alo hoặc ra trực tiếp chứ bây giờ hỏi khó lắm. À. Cái đợt thì cái lứa vừa rồi là bán hết rồi. Mới làm. Lứa La Hán mà lụt được. Đấy, thế. À lứa La Hán rồi, không có La Hán đâu, toàn hàng miền Nam. Không, cái đợt mà cũng để một dãy vào đấy. Ờ. Đấy. Bán thế mà. Đây thì bây giờ cho xem, con này là to rồi. To La Hán khủng đấy. Này này. Này mà bóc ra da nó đỏ au ngay mà. Nhìn cho phải cho tay vào mới biết to hay nhỏ. Rồi. Nói chung là cứ ra tận nơi chứ cứ to khó quay. Đấy. Bùng tán nó dày chi chít rồi. Đây, đây cái cây đây cũng cây xăm núi nữa này. Đây cái cây xăm núi là cùng lứa đấy đúng không? Cũng 10 đấy, triệu. Đấy. Nhiều hoa ghê nhỉ. À, ừ đấy, cây này đẹp. Cây đẹp đấy. Cây này đầy đầy hết rồi. Đầy dày răm già lắm rồi. Không một nhát cắt tới luôn. Đấy. Được, cây này được. Đẹp đấy. Tuyệt vời đấy. Nhìn này. Đấy, cái tán này. Cây
thích không? Đấy, là cùng một cái lứa và cùng một người làm, cùng phong cách. Bên đây đây cái tùng la hán, tôi quay kỹ một cây vậy xem như nào. Đây, từ gốc lên nó cao độ 1,5 mét thôi, khoảng độ đấy. Đấy, nó to là cây to nên phải đi đứng xa xa tí, đứng xa xa đấy. Đấy, nhìn cái bà ấy là biết là cây to bằng nào. To lắm, cao khoảng 1,6 mét 7. Đấy, 1,5 mét, 1,6 mét 7. Đường kính trên 20. Đường kính trên 20. Gốc già đẹp. Đấy, già lá hán là già nổ vỏ, thân đẹp. Già vẫn xoắn rồi. Xoắn đẹp đấy. Được cái lô này đợt lên chất lượng đấy. Ở đấy cái cây đôi hoành đôi này là bao nhiêu? Đấy, đôi cái cây kia với cây kia nó ăn nhau. Đây với đây gì? Ừ. Đấy, đôi đấy 101. 101 một đôi hay là một cây đấy? 101 một đôi. Ừ. Còn cái loại này thì là 70. Đấy là 70. Một đôi bé thì khoảng 90. Đôi bé 90. Đôi to nhất là 106, đôi to nhất trong cùng mấy. Đôi to nhất à, đôi to nhất trong kia, 106 trong kia. Hay đấy nhỉ. Đại gia đây rồi. Đấy, các bác nhìn này. Pò nha. Khi mà bóc cái này ra nó đỏ lắm. Đấy, nhìn thấy đỏ. Đánh nhìn nó đỏ lắm. Lô này thì nó chất lượng hơn, bởi nó thứ nhất là già ra này. Da rẻ nó mịn rồi. Thứ ba là người ta làm có form hết. Và lâu năm nó dày thì chỉ cứ cắt thôi, không có vào dây nữa, chỉ cắt thôi. Chủ đấy, quay đằng này để quay tiếp. Đấy. Đây là cây này với cây kia là một đôi. Chứ còn nó nhiều lắm. Đây, đứng thấy cái cây trực mà nó bệ bệ này, như đuôi gà đây. Và xem có hay ho gì. Đấy, chắc là đôi này là đôi 101 vừa nãy đây. Chân chiếc bệt rồi. Chân mà bệt rồi. Đi lên nhé. Đấy, nó cây to với lại rỗ nó chật nên quay chi tiết nó khó. Nhìn sơ sơ là thấy ổn rồi. Dã man luôn một dãy. Lô này thì lô này mà đăng lên cái thì lại ra đi hàng loạt. Nhất là mấy bác có tiền. Đôi này được không? À 106. 106. Mập nhỉ. Cái cồn không một nhát cắt nào, 60 ngày luôn. Nhà nào mà có biệt thự hoặc là làm đồi ấy thì cứ làm quả đồi. Hoành tráng nhất Hà Đông. Ở chợ Hà Đông có đồi là bộ lá hán. Đồi lá hán nó đẹp này. Thầy Hoàng Kim bao nhiêu tiền đấy. Không bán, nó lại mang đây. Đang bảo là thuê thợ về để làm cái khay mỏng thôi, em hiểu không? Thế xong là làm đá, thả nước, vỉa đá. Thuê làm cái bể hình bầu rục mỏng thôi. Vỉa đá hết thì hôm qua đến dẫn nó ngoại thợ đến thì nó đang đòi 100 triệu tiền công. Tất rồi. Công không, còn chưa nói đến đá bây giờ. Không, ý là cây nào cũng làm à? Cây nào cũng làm tất. Ừ. Có khả năng là chị sẽ bán được cây nào thì bán, không bán chị sẽ làm đá. Làm đôi cây thôi. Hả? Làm khoảng độ 5-7 cây thôi. Đấy. Đấy. 15 cây chắc là 5 cây. Đúng rồi. Chứ người ta nhiều người người ta vẫn thích để nguyên như này mà. Còn mình làm một vài cây cho nó nét thôi. À. Đấy. Lại lâu năm rồi, cho vô tháo là già hết rồi. Đấy, nhìn cái da, nhìn cái răm là biết già. Dày lắm, gọi là hán kim cương trả về tiền. Đấy. Hán kim cương không có đẹp như vậy đâu. Đấy. Dày đẹp lắm. Kim cương nhìn nó như giả mà. Đúng rồi, như giả. Cái này nó bây giờ thật cây. Đấy. Già. Nhìn này, hun hút.
tổng quên chưa đếm, không bao nhiêu cây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, khoảng độ gần 20 cây một loại, không biết bao tiền, bao tiền của. Đây các bác nhé, quay hết là không quay được đâu, nhưng mà cứ lướt này các bác xem mà thích thì alo bái chứ tôi có phải cây của tôi đâu mà. Nhiều bác cứ nhầm là tôi có những cây của tôi và những cái cây quay của người khác, bác cứ gọi là cứ nghĩ là cây của tôi, nó đâm ra là nhiều lúc là cũng mệt. Rồi hun hút ra tận ngoài kìa. Vì lao này, tốt ùm, chỉ có cát hay có gì đâu, tốt ùm này. Hun tùm. Ok các bác, đi ra ngoài xem có tiếp tục gì đâu.